Hello, Hello, chào. Ờ, like về chuyện gì đấy anh? à, chuyện mấy ba que xỏ lá nó kêu nó chống tàu mà nó có chống đâu, nó mua pháo của ba tàu đốt đùng đùng mà. Đảng Cộng sản phá hoại đất nước à? Đảng Cộng sản phá tanh đất nước à? Nước gì? Nó mấy ba que bên Mỹ chứ với... đất nước gì? Chắc Mấy ba que chưa xỏ chuẩn lá bị, bên Mỹ á. chắc là chưa bị nó nhốt nên vẫn còn bảo cung ở Ai nhốt? nhà. Thôi Tết chúc nhau một câu đi, đâu có đó, đảng không làm được thì ta sẽ đứng lên thay đổi, Làm gì? bảo đảng không làm được thì dân sẽ đứng lên thay đổi, với Dân nào đứng lên thay đổi? dân Dân nào? dân Việt Nam ấy Dân Việt Nam, tại sao dân Việt Nam phải đứng lên thay đổi? thì nó cướp hết quyền sống, cướp hết tự do, cướp hết cái sự sống con người rồi, Sao là cướp? Cướp chỗ thì bây giờ nào? là một cái hòn đảo mà Đài Loan hiện giờ nó lại là doanh nhân đồng, Việt Nam bây giờ Ủa thì lại của thế giới, tiền không có giá trị, xuất gì khẩu kỳ nô vậy? lệ bốn bể. Nô lệ đâu? Nô lệ ai? Nô lệ ai? Nô lệ ai? Bây giờ ở Đài Loan nó vào nó phải làm chủ không? Việt Nam mình làm nô lệ không? Ai nói? Ai nói? Ai mà chẳng biết? Tôi còn biết chứ dân. Tức là với Tấn Thanh nhìn như vậy hả? Với ánh nhìn của Tấn Thanh là nhìn như vậy hả? Hay sao? Thì tôi nhìn thì dân nó cũng nhìn như vậy, có gì Dân đâu. nào? Dân nào? Dân Việt Nam như dân nào? Tầm bậy. Tôi dân Việt Nam đây, Tấn Thanh làm gì đại diện được cho tôi mà giờ Tấn Thanh nhìn Thì dân Việt Nam hả? nên nấp nấp đen thì xui, cũng nhìn thấy hình ảnh gì ra thì mới nhìn thấy dân Việt Nam Dân nào? Tầm bậy tầm bạ. Không, bây giờ Tấn Thanh đang ở đâu nè? Tấn Thanh đang ở Đài Loan đúng không? đang ở Đài Loan. Mời anh em đi, À, nhưng mà làm gì bên đó? Đang làm gì bên đó? làm nhà máy À, làm nhà máy hả? Vậy là Tấn Thanh đang làm nô lệ cho Đài Loan đúng không? thì cứ cho như vậy đi, thì đang làm nô lệ vậy Không có cho, đúng hay là không? Tại sao cứ thì cho? Đúng hay là không? đúng Đúng không ạ? À? Thì là Tấn Thanh là đang làm nô lệ cho Đài Loan đúng đúng chưa? Đúng rồi, thì một thằng đang làm nô lệ thì làm sao mà nói chuyện với người dân Việt Nam được? Tức là tư cách của thằng nô lệ thì nó không có đủ tư cách để nó nói chuyện gì hết á, thì làm sao để yêu cầu được? Rồi bây giờ Tấn Thanh á phải làm như thế nào để nó vượt qua cái số phận nô lệ của Tấn Thanh đi cái đã, thể hiện mình thuộc dạng cái trình gì đó, thì lúc đó là ngồi nói chuyện nha. Lính lính sao mày? vừa lên có Tuấn Thanh thì nó cũng vui, bởi vì là em lại kéo lại câu chuyện Tuấn Thanh Nào? thì là một thằng nô lệ rồi, thì tất nhiên là nó là một nô lệ theo dưới con mắt của em và con mắt của anh đúng không? Nhưng mà em Thì nó thừa nhận mà. đúng Nó rồi, thừa nhận cái điều đó mà. đúng rồi. Mà khi ở cái diễn đàn nhà ông Viễn Du kia thì ông Viễn Du nói là một thằng ấy nó không có quyền công dân, không có quyền con người, thì nó lại đi đòi quyền công dân, nó đòi quyền con người cho người Việt Nam đấy. Nó rất là trái ngược nhau đấy. Nó không có quyền tự do thì nó lại lại đòi cái quyền tự do thì em cũng thua. Và nó cũng như này, nó lại đánh giá với em, nó so em với nó, em là một cái dù lớn dù nhỏ em, còn nó là thằng đi làm việc quay thuê mà giờ này nó đi ăn cơm, thì em hiểu rồi. Anh em mình đang trong chơi chuẩn bị đi ngủ thì nó đang ăn cơm. Thì đó, thì nói chung thế này là Du Nam nè, thì Tấn Thanh là nhân vật như thế nào thì mọi người cũng biết rồi đúng không, chẳng qua là anh để cho nó lên cho nó thừa nhận, nó phải thừa nhận được bản chất của nó là gì, nó là một thằng nô lệ. Mà Đài Loan là gì? Đài Loan có phải là tàu không? Đài Loan có phải là tàu không? Thì lại Nhưng mà suy cho cùng thì nó cũng là một cái thằng nô lệ tàu, và rõ ràng cái dẫn chứng cụ thể nhất á, cho mọi người thấy đó, bằng cái hình ảnh đó là nó đang sống ở Đài Loan để nó làm nô lệ cho Đài Loan. Thấy chưa? Rồi ok, chào thằng em Chung. Lặn mất tiêu, hôm nay mới chui vào.
Hello, chào anh Thơ Quang, chào anh Chu Nam, chào cô chú anh chị trên diễn đàn nhá. Em cũng mới bữa nay căn bản Tết mà anh, thế tranh thủ chở các cụ đi chúc Tết tí, thế là cũng không dám uống bởi vì chạy xe mà đâu dám uống đâu. Đúng rồi. Thật sự là Tết ai cũng bận hết ha. Nãy em thấy có anh gì anh gì đó, anh người anh nói cái gì mà hình như anh đang phán gì về cái chỗ mà lãnh đạo đảng nhà nước gì đó, đúng không? Thôi cái thằng nát rượu, cái thằng mà nô lệ chấp nó làm gì đó là cái miệng nó đó giờ mà. Nói chung là mình đừng chấp, bởi vì nó đang đòi quyền làm người mà chọc, nó đang đòi quyền làm người cho người dân Thân Việt Nam phận nó mà, là nô lệ, khi thân phận nó là nô nó xin lệ. được quyền làm người. Thì Lên thì năm mới anh em mình chia sẻ cho nó vui thôi. Thực ra em bảo sau thì em nghe cũng không hết câu chuyện, thế nhưng có những cái nó rất là buồn cười. Thế bây giờ các anh bảo là Việt Nam là theo chế độ cộng sản nó làm nô lệ cho tàu, thế mấy tất cả những thằng còn lại trên thế giới nó là theo tư bản thì nó làm nô lệ cho Mỹ à, hay thế nào? Với hai nữa là cái vấn đề mà nó liên quan đến chính trị hoặc là liên quan đến cái tầm lãnh đạo cấp cao thì các anh biết được bao nhiêu mà các anh lên các anh phán xét, đúng không ạ? Một đảng thì các anh ví dụ như những trường hợp nào mà sai phạm xử lý theo quy định của pháp luật thôi thì các anh bảo là đấu đá. Thế ở bên Mỹ nó đa đảng thì nó không đấu đá nhau à? Donald Trump với Biden đấy bây giờ hạ nghị viện đang đấm nhau mồm đấy, đấy không phải là đấu đá à? Các anh đòi nó quyền khổ cái lợi sao các anh không đòi quyền lợi cho nó khổ những cái người mà mới bị cái tay nào mà nó khử cho 10 mạng hôm 30 Tết đấy, vừa mới được công nhận xong phát nó bòm cho phát 10 mạng đấy, đi đòi đi, đúng không? nó khổ cái chung biết sao không? Thí dụ là những cái câu chuyện mà Trung đang chia sẻ đó, thí dụ là đúng đối tượng đó thì anh em mình chia sẻ nó có giá trị hơn. Còn cái thành phần ớt ơ, thành phần như anh đã nói rồi, nãy anh có nói Du Nam rồi, đối với anh những thành phần này á, nó cũng chẳng được liệt vào gọi là thành phần dân chủ cội nữa. Những thành phần này là những thành phần gì? Những thành phần này là những thành phần ký sinh trùng, sống ký sinh trên cơ thể của bọn bán que. Và nói một câu ngắn gọn nhất là những thành phần ký sinh trùng ba que, cho nó ngắn gọn. Chứ tụi này làm gì đủ tuổi mà gắn được ba cái chữ dân chủ cội. Chung công nhận với anh điều đó không? Cái từ về dân chủ cội á, ví dụ gắn vào ok gọi một hai thành một những vài thành phần trong cái hội nhóm 72 hay là cái con đoan trang thì anh em mình cảm thấy là tạm chấp nhận được. Đồng ý không? Chứ còn những cái thành phần ất ơ như thế này tụi nó là gì? Nó chỉ là những cái con ký sinh sống bám trên cơ thể bọn ma que vậy thôi. Là thế nào? Cụ thể là thế nào? Lên đó, để tụi ma que nó mớm lời, nó mớm bài cho làm, rồi nó hàng tháng nó rã cho vài đồng để kiếm cơm qua ngày, thì nó ký sinh với nó là cái gì? Giống như kiểu thằng Bạch Hồng Quyền mà lâu lâu lên kêu giả vờ Đúng yêu nước rồi, phát để bơm vào đúng không, để cho bọn đúng kia nó bơm rồi tiền vào để ngậm mồm như thế rồi cái hội này. đó. Thì Trung thấy không, có phải là ký sinh không, đúng không? Có nghĩa là bây giờ nó không bơm nó là nó phản, Không, không bơm là nó sẽ sẵn sàng nó nhảy qua cơ thể khác để nó bám, đồng ý chưa? thằng em Tuấn Thanh này thì nó nói anh em mình cũng đừng chấp nó cũng không phải là dân chủ quậy, không phải là gì, nó là một thằng nó bị đau thôi, nó cũng bị đau nhẹ, nói chung là đau có Thiểu cơ năng cấp cái gì, độ nó nhẹ, thiểu năng nói gì, đúng rồi, thiểu năng trí tuệ đó, cho nên là anh em mình cũng thông cảm cho em nó chống tàu thì nó ở nước tàu, nó không chống nước tàu, nó không chống bọn Đài Loan thì nó chống ai, mà nó cứ chống thế này thế kia chán lắm nhờ. Rồi bây giờ lại thêm cái em Hải Yến Bùi này nữa, em về chữa bệnh động kinh ở Việt Nam, bây giờ em bị đụng phải cái dây thần kinh số bao nhiêu rồi, bây giờ em về em khóc kinh lắm này, em vừa vào coi này. thế này là vô ra à, tức là những câu chuyện gì của ai ở bên nào cãi họ nào xảy ra trong đây tin tiếp nói vậy vô nam mình dung không Ok em biết rồi anh. Em à. chào anh Phạm Quân Sĩ. Vâng. Ok anh. Ok Ok anh Du mời Nam tham gia chơi trước em thì thực ra mà nói em sau này thôi, nhưng mà em có mấy cái trường hợp em nghe nó buồn cười lắm. Tôi đấu tranh cho dân tôi bảo vệ quyền lợi cho dân
tôi muốn là dân tôi được tự do rồi các kiểu, mà trong khi đó bọn nó chả có cái mẹ trong tay ấy, trên răng dưới đôi dép, mà nó đấu cái gì? Thì bây giờ nó nói ai nghe, quan trọng bây giờ cái lời nói của nó ai nghe. Ví dụ như là một thượng nghị sĩ hay hạ nghị sĩ ấy, mà nó lên tiếng nó bảo nó đi đấu tranh cho nước này nước kia thì nghe nó còn có tiếng nói, có trọng lượng, đúng không? Đúng rồi. Mấy cái thành phần này vất va vất vưởng, xong bắt đầu là hở cách là tôi bị như này này, tôi bị như kia này, và bảo ủa anh bị như vậy là bị ở đâu, bị khi nào, rồi anh lấy cái gì anh chứng minh cái điều đó, thì không có gì cả, nói bằng mồm không à. Mà nói bằng mồm á thì ai chả nói được. Đến như Đào Minh Quân thì ấn xưng hoàng đế ở Mỹ đó, mấy đứa đó đến quỳ vái lại chưa, cứ ngồi toàn phán những cái trên trời dưới đất ấy, đúng không? Thế bây giờ thực tế là bây giờ cái cuộc sống người dân ở trong nước ấy, thì người ta tự biết, đúng không ạ? Người ta tự biết thôi. Chứ còn nói thật là em ở đây không phải nói gì nói. Nhiều thành phần nó lên nó bảo là cái gì? À, đất nước thì là trường tồn mãi mãi, chứ còn chế độ thì chỉ có một thời gian thôi. Cái đó nếu mà xét về mặt lịch sử quá khứ là đúng đấy. Đến thời điểm hiện tại nó trải qua bao nhiêu hình thái kinh tế xã hội rồi, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ công các bà cứ đi ca ngợi cái Ngụy Việt Nam Cộng Hòa làm cái gì? Nếu như mà nó tốt đẹp thì nó đâu phải sang Mỹ, đúng không? Sang ăn vạ Mỹ mấy chục năm nay, ăn bám ăn vạ, khóc lóc kêu than. Thấy đâu mà có cái clip trước đây luật sư Trịnh Thiên anh cũng làm, anh cũng nói. Nhiều thành phần sang đó không công ăn việc làm, vừa câm vừa điếc, nói tiếng Anh sợ người Mỹ không hiểu. Nó vất va vất vưởng, giả điên các kiểu để kiếm cái đồng trợ cấp của Mỹ đấy. Thì cuộc sống nó như vậy, đúng không? Mà trong khi đó là đang chúng ta nói gì nói. Bao nhiêu năm nay các ông ở bên đó, các ông đấu gì tôi chả biết các ông đấu được cái gì. Có mỗi cái ngày Tết thôi, các ông cứ bảo ăn Tết theo tàu. Đó bây giờ người ta, ông ăn lén ăn lút, đúng không? Ăn lén ăn lút đã đành rồi. Thế xong bây giờ người ta đề xuất, người ta xin được cho một ngày nghỉ. Nhưng mà ngày nghỉ đó là ngày nghỉ không lương nhé. Đó. Thế thì vừa với loe ngoe tổ chức đâu, thế bảo là cũng cái nhóm đâu 100.000 người. Thế nó ra nó xin 10 mạng. Thế đã lên đấu tranh chưa? Đã cầu truyền hình trực tiếp chưa? Đã hội luận sâu chưa? Đã bình luận kịch không chưa? Ông nào lên đấu đi, mở mồm ra xem nào. Sao lại ở cái xứ dân chủ mà lạ thế? Đấy, trong khi đó ở Việt Nam mình á thì có luật an ninh mạng, đúng không ạ? Thì nó bảo là nó bóp nghẹt tiếng nói người dân, không cho dân có quyền tự do phát biểu thế này thế nọ. Thế bây giờ Liên minh châu Âu EU nó ra một cái luật đấy, ra một cái luật để nó quản lý đấy, thì đó nó có phải khác gì luật an ninh mạng của Việt Nam không? Rồi bây giờ nó cấm luôn TikTok rồi đấy, cái đó nó phải tự do không? Cái đấy tổng thống Mỹ, đương kim tổng thống Mỹ nó khóa mẹ mồm mà các ông là cái gì? Ông các bà trả cái đinh gì à? Ngày xưa đó nghe thấy các bác Việt kiều, cô chú anh chị Việt kiều về nó thật là khủng khiếp lắm. Nhưng bây giờ nó bình thường rồi, bình thường hóa rồi, anh em trong nước người ta cũng biết rồi, internet giờ nó phủ đến nhà vệ sinh rồi, nói phét ít thôi. Nổ quá, thế nên là thành ra là nổ quá là nó cho ăn Tết, nhưng mà nó cấm, đúng không? Nó cấm đốt pháo thì các ông buồn quá không biết làm gì, phải vác súng ra chơi, chắc là tói hoáy thế nào nó xin 10 mạng thế thôi. Lên nó mà đấu, lên nó mà kêu gọi đi. Ôi trời ơi, nước Mỹ nó bắn nhau thường xuyên thì bảo không, luật pháp Mỹ nó quy định vậy, nước Mỹ nó tự do mà, thế nên tự do là nó thích bắn là nó bắn, đúng không ạ? Thì cũng tuyệt vời đấy. Thế cố gắng ở bên đó có đi thì né né bớt mấy chỗ đây ra, để mà sống thêm vài năm nữa, không khéo ở đi vào đấy nó dính vào phát thì thôi lại thăng thiên nhé. Né lại đừng lên thì đường luôn. Né chỗ đông người hả? Dạ đúng, đúng rồi anh, né đó chứ không có là đúng là lên thì đường luôn đấy. Thế thôi, cuộc sống của tôi bây giờ nó cũng không như ngày xưa. Thế thì thôi, bây giờ sống làm sao ấy, thì mình cảm nhận được cái cuộc sống của mình ở trong nước này, người dân ở trong nước này. Nếu như thực sự người ta cuộc sống người ta không tốt thì người ta cũng không cần đến các anh chị phải đấu tranh nhé. Ngày xưa người Việt Nam cũng vậy, đúng không ạ? Khi có Việt Minh, mặt trận Việt Minh cũng vậy, Đảng Cộng sản sinh ra cũng vậy, thì đất nước trong giai đoạn đó thì tự dưng sẽ sản sinh ra thôi, tự sinh ra, đó là quy luật phát triển. Chứ còn nếu như bây giờ lãnh đạo không tốt, Đảng Cộng sản lãnh đạo không tốt, người dân cuộc sống không tốt thì chắc chắn người ta cũng sẽ đấu tranh thôi, không đến cần đến lượt các anh các chị đâu. Chẳng qua các anh các chị ấy là lấy mấy cái mác Việt kiều ra, xong rồi thế này thế nọ, rồi bắt đầu là dắt mũi được mấy con trâu thôi nhá, dắt mũi được mấy con trâu thôi. Chứ con người ấy, người ta có mắt có tai có não, người ta có nếp nhăn, không ai được nghe ông bà lên sàng xiên trên mạng xã hội đâu.
nói là bớt lại cho người ta còn ít nhiều, người ta còn có tí sự tôn trọng nhé, còn coi các anh các chị là con người chính nghĩa, đúng nghĩa, chứ không phải là chính nghĩa, con người đúng nghĩa, chứ không người ta lại đánh giá ở góc độ khác. Bản thân các anh làm ở bên đấy kiếm sống còn chưa nổi đấy, như thằng Phi Đồng ấy sang xứ tự do ấy, ngày làm bao nhiêu đô, vừa bị kiện phát đi xin khắp nơi, đúng không? Thế thì tự do cái gì? Tao thích nói thì tao nói, thích chửi ai chửi, chửi nó phát nó kiện nó khóc như cha chết đấy, tự do đúng không? Cái xứ tự do đấy, văn minh đấy. Thế, bản thân ngay cả cái bản tuyên ngôn độc lập tự, bản tuyên ngôn nhân quyền của Mỹ nó cũng bảo đấy, mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Thế mà trong khi đó lúc đó nước Mỹ nó đang sở hữu bao nhiêu nô lệ người da đen, đúng không ạ? Cái đó chúng ta nhìn là chúng ta thấy được thôi, cuộc sống bây giờ nó đâu phải như ngày xưa. Ngày xưa cái mạng nó internet nó kém, ở Facebook, TikTok các thứ nó cũng chưa có được như bây giờ, YouTube cũng vậy. Nhưng bây giờ nó tràn lan đại hải rồi, cứ lên YouTube mà đánh cái chữ Philadelphia nó ra đầy, nó ra đầy thiên đường ấy, toàn là ra đường kiếm tiền thôi. Ở bên Mỹ cái gì chính phủ cũng lo cho hết, lo đi hết thì các ông các bà đi cày cục mặt ra làm gì, cày như trâu hai ba giốp làm cái gì, ở nhà thôi ăn mà phịch nhau mà đẻ nhà nước nó lo cho, đúng không? Nó lo cho con đi học viện phí mà, thiếu cái gì nhà nước cho cái đấy. Thế ở nhà cứ đẻ nhau là phải đẻ liên tục nhé, đẻ đứa này chưa kịp cái sữa đẻ tiếp đứa nữa, nhà nước lo hết, cứ nhà ăn rẻ đó, rẻ nó càng nhiều càng tốt, thế sau này người Việt nó phủ kín khắp nước Mỹ cũng được, đúng không? Chứ làm gì mà phải đi cày rồi lên mạng đi xin tiền donate, úi trời sao kỳ vậy, bên nó cuộc sống nó thiên đường lắm cơ mà, đi làm gì. Nhiều khi các anh chị nói ra nhiều cái điểm nó rất là mâu thuẫn, nhưng chẳng qua nhiều người ấy, người ta vẫn còn cái tư tưởng, một là người ta kém hiểu biết, thứ hai nữa là cái tư tưởng dày ăn mỏng làm, đúng không ạ? Chỉ thích có cuộc sống là không làm cũng có ăn, đến người đi ăn xin kìa, đúng không? Còn phải đi ra đường bò lết bò lê đâu mới có. Các ông các bà cũng thế, bò lê đâu nào? Cái này người ta đi ô tô đàng hoàng nè chú, người ta đi ô tô xin đàng hoàng, tí là người ta xin mà người ta phải là vắt theo cái cờ Mỹ nó mới có giá trị. Đâu là có thế đó rồi. Đấy. Có. Đấy. Rồi đâu rồi. Thật quá. Hoành tráng thế nhỉ. À. Chào tí, thật quá. Thì cái này lại không thấy cầu truyền hình, lại không thấy là hội luận sâu. Đi cày bục mặt ra kiếm sống ở nơi xứ người mà cứ ta đây vỗ ngực rồi tôi đi, tôi giúp cho người dân Việt Nam này. Các ông giúp bản thân các ông còn chưa xong nữa, giúp ai? Các ông bảo vậy, các ông lôi hết họ hàng hốc cái dòng họ tổ tiên, các ông đưa hết sang bên đấy đi. Sao cứ để Việt Nam làm gì? Đúng không? Thấy chưa? Ngoài không? Ông già ngoài đâu? Ngoài không? Đây. Đấy, đấy. Quách lắm chứ bộ. Đấy, là như 20 đô, 20 đô. À, 20 đô. Thấy chưa? Đấy. Ủa, rớt tiền quá trời ha. Đi lụm ha. Đâu. Đâu. Nhà người ta ở trên núi hàng tỷ đô, người ta đâu muốn xuống, người ta đâu muốn sống, người ta xuống đường, người ta sống chứ. Anh. Tướng Thanh ơi, nó nghe Tướng Thanh. À, em khỏi yêu cầu nữa. Tại vì cái tầm nô lệ á, thì đi nói chuyện với nô lệ thôi. Nha. Tầm nô lệ của Đài Loan đi nói chuyện nô lệ thôi, chứ đưa em lên đây bệnh lắm, bệnh cái like của anh lắm nha Tấn Thanh nha, thông cảm đi. Em đi kiếm cái tầm nào vừa tầm với em anh chơi được không Tấn Thanh? Bởi vì biết sao không, cái tầm của em nó chẳng có cái gì mà gọi là có giá trị, quay đi quay lại chỉ biết lôi các tên bị lãnh đạo thế này thế nào. Bao nhiêu năm rồi, từ bên Dương Vi đến bây giờ em vẫn vậy, em không thay đổi được. Giống như anh đã nói rồi, không? Mấy ông ba que đó, 47 năm rồi, lên giùm ba que bốt cái. Đúng rồi, anh sợ em lắm, anh sợ em sẽ suốt đời là cuộc đời nô lệ. Nó không khá lên nổi ra khỏi cái hai cái chữ nô lệ Đài Loan. Nói gì thì nói, đúng không? Ít nhiều gì cha mẹ em cũng là người Việt, đúng không? Em cũng biết nói tiếng Việt, thì anh cũng là người Việt, thì đâu đó là chúng ta là cũng có trong anh cũng
cho nên sợ em lắm đó, sợ em không vượt qua được cái kiếp nô lệ nha, đúng không? Đó, thấy thêm thằng bác que nữa, thấy chưa? Vui. Đó, anh nhanh đã nói rồi, thì bây giờ nè, bây giờ trước tiên Tướng Thanh làm sao để Tướng Thanh thể hiện được là mình là chủ của Đài Loan, chủ của mấy thằng Đài Loan đi, mình không làm nô lệ cho Đài Loan nữa. Lúc đó là Tướng Thanh nói cái gì nó cũng hay hết á, không? Chứ còn, còn bây giờ một thằng gọi là lưu vong xứ người đang đi làm nô lệ cho tàu, đúng không? Nô lệ cho tàu mà nói hay nghe. Mà nô lệ này là rõ ràng là do Tướng Thanh thừa nhận đó nha, chứ không phải là ai áp đặt Tướng Thanh nha, đúng không? Cho nên sợ lắm Tướng Thanh. Cái sợ này tí anh con, cái này anh con thơ, anh mai anh phải cắt cái đoạn clip Tuấn Thanh nó đã nhận nó làm nô lệ đấy, anh phải cắt cái clip đấy đăng lên để cho bà con biết là nó đã chấp nhận cái cuộc đời nô lệ của nó ở đất Đài Loan rồi nha. Không, anh thật sự thì giúp anh cũng có lúc nào đó dù làm nhau nó, thì anh cứ để trên tường đấy, ai mà muốn tư liệu thì cứ vào mở ra mà xem thôi. Ai mà cho rằng là mình đặt điều, cho rằng anh em mình đặt điều, anh em mình thế này thế nọ thì ở trên tường cứ mở ra thôi, đúng không? Chứ anh cũng chẳng muốn cắt làm cái gì, bởi vì cái kiếp nô lệ nó đã khổ rồi, cái kiếp nô lệ nó đã khổ rồi, bây giờ chỉ biết nghêu ngao trên mạng thôi, cho không biết có thoát được cái kiếp đó hay không. Đây, còn này, đúng không? Này giới thiệu cho idol Thủy Trần, lại làm cho bài nữa, giờ lại định giống như kiểu ấy tháng 7 à? Này định làm mấy tháng 7 à? rậm rực đúng không? Nhắc tới con gà của Trung anh lại nhớ rồi. Ok, Trung yêu cầu là có cái gì chứ, người yêu cũ của Trung thì nhiều đây, nghe đoạn cho em nhắc nhở em nhắc nhở Trúc bảo cháu Thi ơi, cháu đi nơi khác vắt sữa đi, nơi này không có sữa để cháu vắt đâu nhá, cháu biến. Ủa, đi thi, cho thi nào vậy? Các bác tâm sự ha. Cháu Thi à? Không sao, vào nói chuyện đàng hoàng, có chút giá trị thì ok. Cháu Thi này thì cháu vào là cái giờ này là cháu đi vắt sữa, cho nên là thôi cháu đi cái sân khác mới có sữa nhá. Sân này không có sữa để cháu bắt đâu, cho nên cháu đi ra ngoài chỗ khác chơi để các bác với các ông nói chuyện, nghe không? Còn cháu ngồi đây không có sữa mà uống đâu. Rồi. Chết mẹ ghê không? Đây. Nó hãnh diện lắm á. Nó hãnh diện. Nhám nhẹ cái đúng không? Ở chung, nhám nhẹ cái đúng không? Thế là nhám nhẹ. Em Thủy này là người yêu cũ của Trung, xong mới đi Nhật Bản sống nè. Từ lúc bỏ Trung đúng là đi Nhật Bản lao động luôn đúng không? Là đúng rồi, đúng đi Nhật Bản luôn đúng không? Lưu em làm gì mà có cái phước to vậy? Phước này của mấy anh ở bên kia kìa, mấy anh ở bên Mỹ, bên Canada các thứ, mấy anh cứ xếp ngày đấu tranh đấu cỏ đấy. Vâng. Sợ anh Tấn Thanh rồi, sợ anh Tấn Thanh không thoát được cái kiếp nô lệ nhá, được chưa? Hài lòng chưa? Hỏi mãi thế nhá. Tức là thế này mọi người, Tấn Thanh hỏi sợ anh rồi à? Ừ đúng rồi, sợ rồi, sợ Tấn Thanh không thoát được cái kiếp nô lệ tàu nha. Đấy, bây giờ Tấn Thanh nó dùng chữ gì anh nhỉ? Đài Loan nó dùng chữ gì nhỉ? Chữ Hán. Chữ Hán. Chữ Hán không phải chữ tàu đúng không? Chữ Hán nhưng phải chữ tàu. Chữ Hán. Hán này hát thì hôi á. Anh em phải hiểu là như này, anh em mình giờ này đang tâm sự với nhau, mà Tuấn Thanh bây giờ nó mới đang ăn, thì anh em hiểu rồi. Trong khi đó Đài Loan với Việt Nam chỉ chênh nhau độ hơn 1 tiếng đồng hồ đó, cho nên là giờ này nó còn đang ăn mới đang nhậu, thì đang uống rượu một mình, thì anh em hiểu rồi.
Đó, còn anh em mình chắc là ăn thịt gà 2 đô, cái này uống rượu Mao Đài. Dạ. Yeah. Chắc là Mao Đài, chắc là uống rượu Mao Đài, thấy mang cái chai rượu quá nghe cũng hoành tráng lắm. Yeah. Chú biết cái rượu gì không? Chú biết cái rượu gì không? Ảo tôi cũng chảo luôn, đi ra biển lụm mấy cái bọ con nghêu á, rồi nó bỏ vào nó ngâm, nó bảo là rượu ngâm nghêu. Nó uống. Thì cái tầm nó uống như vậy thì chúng hiểu đi là cái loại nó loại gì rồi. Nha. Dạ. Yeah. Đó. Lụm bỏ một bọ nghêu về nó ngâm, nó khoe đó chứ, trời nó còn khoe trên mạng nữa. Anh chị em thì hiểu rồi là nó thuộc loại gì rồi. Anh chị em nếu mà con trâu ở Việt Nam á, cày á từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối là nó nghỉ rồi. Thằng Tuấn Thanh cày từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối cho đến giữa đêm khuya. Đâu lại như vậy á, con trâu Việt Nam nó còn thua Tuấn Thanh ấy. Em nói mấy các anh chị là con trâu Việt Nam nó còn thua Tuấn Thanh, bởi vì Tuấn Thanh nó cày từ sáng đến đêm cơ mà. Kiếp đâu lại mà sao nói được. Nói giờ đáng phấn đấu thôi Tuấn Thanh. Không nhưng mà nói như vậy thì em thấy nó có gì đấy nó ấy ạ. Bởi vì ít nhiều thì con trâu Việt Nam ấy nó còn thương người nông dân, nó biết ra đồng, thế nên là đến mùa lạnh ở Việt Nam ấy trâu nó còn được mặc áo cơ. Sưởi ấm nữa. Được đốt sưởi đúng không? Đốt dùng được sưởi ấm. Tối là được sưởi ấm mà được mặc áo cơ, thắp đèn sưởi cơ. Giờ này trâu nó đâu đi cày nữa. Trâu bây giờ ở Việt Nam trâu là... nghỉ lâu rồi. Giờ này trâu ở Việt Nam là không phải cày bừa gì hết á. Đâu phải cày. Nếu mà đánh so sánh Tuấn Khanh với con trâu thì đúng là cũng tội nghiệp con trâu. Nói chung là như vậy. Thôi nói chung là nè, cái loại này loại gì là nãy giờ nói là hiểu rồi. Mình không cần bàn gì nó nữa. Để nói vậy cho chung có kèo này cho chung thấy vui nè. Tức là chung không vào đầu lai. Vào đầu lai vui lắm. Anh chia sẻ cái clip của Quang Lâm. Clip đó Quang Lâm quay cái tức là Quang Lâm đưa cái đề tài gọi bên bên bển á. Bên bển người ta vui mừng, người ta ăn Tết, người ta đốt pháo. Thì có vài phóng viên của cái kênh gọi là SBTN á. Rồi. Không? Em biết cùng lại lại phỏng vấn vài người. Và vài người nói trời ơi Tết Mỹ vui quá, ăn Tết Mỹ sướng quá, vui quá, chẳng cần về Việt Nam nữa. Ha. Rồi, hỏi ông kia là ôi ôi em đốt pháo hết nhiêu tiền? Em mua hết 7.000 đô tiền pháo em đốt. Ghê chưa? Ghê chưa? À, không. Đó, rồi thêm một ông nữa hỏi sao Tết ở đây vui vui, Tết ở đây được đốt pháo nè, được cầm cờ vàng nè. Đó, ghê chưa? Ghê chưa? Đó, rồi Quang Lâm mới bem, Quang Lâm mới nói trong khi bọn nó đó thì tại vì Quang Lâm ứa gan mà biết không? Trước đây bọn nó là kêu gọi là tẩy chay hàng Việt Nam. Đặc biệt là những hàng có tôm dán cờ đỏ sao vàng để biết xuất xứ nói chung. Dạ. Nó kêu gọi tẩy chay, tất cả những hàng gì Việt Nam đều tẩy chay hết. Nhưng mà nó ăn mừng Tết á, ở ngay cái nơi đó nó lạ lắm chung. Nó lạ lắm. Bên trái á, là để tượng Đức Thánh Trần, Trần Đạo đúng không? Bên phải á, là cái quảng cáo gì đó của gốm sứ Quảng Tây Trung Quốc. Mà trên đầu nó đó là cái băng rôn quảng cáo xe VinFast. Chúng hiểu không? Trên đầu tụi nó đó là quảng cáo cái băng rôn xe VinFast. Nha. Rồi nhưng mà cái chi tiết này nó mới vui nè chung nè. Hồi nãy anh có hỏi Việt Trai với bố cầm á. Ở bên bển á. Bên bển mỗi lần đốt pháo á, mua pháo á. Thì pháo đó là của ai sản xuất? Thì ra là Made in China. Chúng thấy cái bọn bà què sọ lá đáng chửi không? Đáng chửi không? Thì mẹ tụi nó trong khi tụi nó bài trừ hàng Việt Nam. Ha. Nó kêu hào là hàng cộng sản bởi vì Quang Lâm cây cũng đúng. Mà đã sẵn sàng nó xuống 6-7.000 đô nó mua pháo Trung Quốc nó đốt nó làm giàu cho Trung Quốc. Không nhưng mà anh Quang Thơ biết sao không? Bọn nó chống Trung Quốc thì nó mua hàng Trung Quốc, mà nó thương dân Việt Nam á thì nó lại bài hàng Việt Nam. Đấy, nó thương nông dân Việt Nam lắm nhưng mà nó lại không mua cá ba sa của nông dân Việt Nam. Cái đó chung là vấn đề đó. Đó đã bảo rồi, mẹ nó tụi nó sống 47-48 năm mà tụi nó vẫn là ba que, nó không lên được ba que mốt cho mình dùm cái để họ chung tất không? Tất chứ. Con người ta mỗi ngày mỗi lớn, đúng không? Mặc dù là sống trên cường quốc, sống trên quê đồ nước này nước kia hùng cường thì người ta phải tiến triển
đi, lên dùm 3 que 1, 3 que 2 dùm cái coi. Không, vẫn là margin 3 que. Chung cây không cạnh, chung cây không, chung nói câu công tâm nghe coi. Thực ra mà nói thì nếu mà cay thì hội này thì cay làm gì anh? Em nói thật, tâm sự thật với cô chú anh chị đầu năm. À, bạn gái ngày xưa mà nó kêu em vào 2 vạch rồi là sợ chết mẹ. Bọn này 3 vạch miết mà đâu sợ đâu. Bây giờ như thế này, nói thực ra mà nói thì cái mấy cái trò này nó xưa quá rồi anh ơi. Nó là như thế này, cái hội này á là cái hội kiếm tiền thôi. Nó bày ra mấy cái trò nó kiếm tiền chơi cho vui vậy thôi, giống như cái vụ vừa rồi mà hội chợ bên Canada anh nhớ không? Cái vụ mà mấy mang 3 vạch vào xong bắt đầu là nó cấm xong nó gọi cảnh sát đến á. À gọi police đây. Ờ, đó thì thấy ngay chúng ta ở đây chúng ta cứ phải khẳng định một cái điều là cái đó nó chết lâu rồi, nó không còn nữa. Thế thì ấp ủ để làm cái gì? Ôm ấp để làm cái gì? Trong khi đó là gì? Đi thờ ai ok. Đối với người Việt Nam thờ Đức Thánh Trần nó rất là chuẩn rồi. Một trong những vị anh hùng dân tộc mà giúp cho dân tộc Việt Nam đánh thắng 3 lần đánh thắng quân Mông Nguyên, đúng không ạ? Nhớ là quân Mông Nguyên nhé, chứ không phải là quân Trung Quốc đâu. Nhiều người nghe không hiểu quân Mông Nguyên. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta khẳng định là vị anh hùng giải phóng dân tộc chống lại giặc ngoại xâm. Thì có cái vụ có cái vị anh hùng dân tộc nào chống lại giặc ngoại xâm mà đi phù hộ cho mấy thằng bán nước không? Nếu mà nói về mặt tâm linh, đúng không ạ? Có cái vị anh hùng giải phóng dân tộc nào mà lại đi phù hộ độ trì hay là đi cứu giúp mấy cái thằng bán nước cũng có. Nếu mà có thì làm gì nó phải bơi tập tạ qua tới đó. Không bao giờ có. Thế thì theo thông tin em mới nhận được ở đây nữa là lại có một cái vụ nữa là lại thêm một vụ xả súng nữa là lại 7 người chết ở California. Thêm vụ nữa, yeah. Từ đầu năm đến giờ trong 21 ngày đầu tiên của năm 2023 là nó thống kê được có 38 vụ xả súng rồi. Ủa, chung, mới bữa 10 em là đã Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố treo cờ rủ rồi, thì bây giờ thêm 7 nữa thì vậy có treo nữa không? Chắc hạ thêm khúc. Có treo cờ rủ nữa. Thêm khúc nữa. Chung biết ở đây Chung biết đọc tiếng Anh. Chung biết đọc tiếng Anh cho nên là mới đọc được những tin tức đó, còn bọn ba que nó ở bên Mỹ nó đâu biết đọc tiếng Anh cho nên đâu biết đọc cái tin tức đó, nó đâu dám nói về cho dân Việt Nam nghe đâu. À nó không biết tiếng Anh hả? À? Nó không quan tâm chỉ nước Mỹ hả? Nó không biết tiếng Anh cho nên nó không đọc được tin tức. Nó chỉ nghe thấy bàng bàng là nó vui, nó như kiểu tiếng pháo là nó vui thôi. Chứ như Trung đọc được cái tiếng Anh thì còn biết là chết 5 đến 7 người hay 10 người. Còn bọn kia nó đâu biết cho nên bọn nó không đưa tin tức. Không, nếu mà kể ra anh nói cũng hợp lý, anh Du Nam cũng rất là hợp lý. Nhưng mà đấy là cái hội này là nó lại có một cái kiểu này em gặp em biết rồi. Có nghĩa là nó bảo là nó nói tiếng Anh ấy, nó sợ người Mỹ nó không hiểu. Với hai nữa là nó không quan tâm chuyện của nước Mỹ. Có nghĩa là nó ở nước Mỹ nó không quan tâm chuyện nước Mỹ, ý là nước Mỹ muốn làm gì kệ, đánh nhau đấm đá rồi giết nhau thế nào kệ, chỉ quan tâm đến chuyện nước khác thôi. Cái hội này nó lại có một cái tư tưởng đặc biệt là như vậy. Thế nên là khi mà tổ chức thì lại có bài, đúng không ạ, bài cộng sản nhưng là bảo là chống hàng Việt Nam, thương dân Việt Nam nhưng lại chống hàng Việt Nam. Tôi đấu tranh cho dân Việt Nam nhưng mà người nông dân Việt Nam sản xuất ra sản phẩm thì tôi lại không dùng, tôi không dùng, tôi bài trừ đi, mà tôi chuyển sang tôi mua đồ của Tàu. Đấy, nó là hay ở chỗ này. Thế xong rồi lại có thêm mấy cái biển quảng cáo, đúng không ạ? Một là cái gì đấy của Trung Quốc này cũng nói rồi. Để em chào anh Trương Toàn Yến, chào cô chú anh chị vào sau. Đấy, thêm một cái nữa là cái băng rôn của VinFast nữa, đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy, thì chúng ta thấy rất là lạ thôi. Thực ra là gì? À, tập đoàn VinFast người ta phát triển sang bên Mỹ ấy. Thì nếu mà nói chính xác ra, nếu mà để một nhà kinh doanh người ta làm thì anh em mình nếu mà để mà phân tích thì nó quá tầm. Thế nhưng mà đối với các anh ấy là với cái tầm nhìn chiến lược ấy, thì các anh có thể phân tích được hết. Các anh phán tất tật, không có cái gì các anh không phán được cả. Riêng em để ý là ví dụ như trường hợp của Lý Nhã Kỳ thôi, là bọn nó đồn chết mấy chục lần rồi. Rồi nó gán ghép hết là bồ của ông này, người yêu của ông kia, tùm la tùm lum hết rồi là các kiểu. Có nghĩa là bọn nó ở bên đó thì cái gì ở Việt Nam nó cũng biết hết. Thậm chí đến các ủy viên trung ương rồi các thứ là nó biết hết,
có nghĩa là riêng chính trị ở Việt Nam chứ tất đật nó biết sạch, không cái gì nó không biết cả đấy, nó là hạ lùng là một cái như vậy. Mà anh hay nghe bọn nó hay đưa các thông tin mà một số kênh mà nó hay đưa trên YouTube hay lấy tin từ đâu? Theo tình báo Hoa Nam. Tình báo Hoa Nam, tình báo ở đâu? Theo nguồn tin mật. À. Theo nguồn tin đáng tin cậy. Mà 100 tin mà nó đưa ra thì gần như 99 tin là nó láo rồi. Có một ít tin nào là nó dựa vào một số thông tin ở trong nước xảy ra rồi bắt đầu nó đưa ra, nó phân tích, nó vẽ thêm dâu thêm cánh các kiểu vào nữa thôi. Thế mà nó chung quy là nó dẫn dắt được một lũ ở bên đấy đấy, không phải đùa đâu. Thế thì tự hỏi đấy, sang bên đấy học hành thế nào mà lại như thế? Không lẽ bây giờ lại kém thế à? Đó là mình đi sang nước bên đấy nó bảo là giáo dục là tốt nhất thế giới, đi học thì miễn phí, chính phủ lo tất. Thế mà sao lại tư duy nó lại hạn hẹp như thế nhỉ? Không, đáng ra nó phải nâng tầm lên chứ, nó phải cao hơn một tí. Ít nhất là các anh bảo tôi, bọn tôi ở trong nước mà tôi không bằng các anh thì các anh phải thể hiện đi để chúng tôi thấy. Đó là các anh chỉ ở nhà ăn ngồi rung đùi thôi, không phải đi làm, không phải đi cày gì cả, đúng không ạ? À, thích chửi ai chửi được thế này thế nọ rồi. À, hôm vừa rồi em lại xem cái clip mà là cái gì đấy mà có cái thằng đâu ở Úc Đại Lợi đấy hay là có cái gì đấy, cái xe ô tô đấy, nó chào bảo là hỏi cảnh sát Úc, là thấy mấy anh em nó nói lại thôi, em cũng chưa nghe rõ, nhưng mà thấy bảo là hỏi cảnh sát Úc là Úc Đại Lợi là chuyên đề của mày đâu. Thế là nó vặt mẹ nó cái kính xuống, nó cong mẹ tay đưa về đâu đấy, sang đấy mà kêu mà đấu tranh. Bây giờ các bà giỏi, các bà cứ lo làm đúng những cái gì các bà từng nói, thì ít nhất công làm công chứng minh có người ta nghe, người ta còn tin được. Bây giờ công các bà toàn nói hồng mẽm thôi, lên thì nói thì nghe có vẻ hoành tráng lắm, nhưng ra đường gặp người Mỹ thì ngoan lắm, ngoan như cún, chứ đừng có nói xin lỗi thì gặp cảnh sát Mỹ mà nó ngoạn ra nó cho lên thiên đường luôn nhá, miễn phí bạn, miễn phí. À, giống như hồi lâu có cái thằng nào á chung, nó bảo là đồng ý là ở Mỹ có dân homeless, nhưng mà biết tại sao nó không lét không? Đó, nó cắt cỡ chỗ đó đó chồng. Chúng biết không? Thì theo như em nghe, em cũng nghe thôi chứ em chả biết thế nào, nhưng mà thấy mấy anh bảo là do là nó có biệt thự đó, chứ không phải nó không có đâu, có nhà, có xe, vợ con đàng hoàng, nhưng do mà nó ở trong nó không khí nó ngột ngạt quá, nó muốn ra đường, nó đi dạng kiểu đi picnic cơ mà, đi ra rồi ngắm sao, ngắm trăng, rồi hòa mình vào thiên nhiên, rồi các kiểu đó, chung quy là như vậy. Nói chung là ở trong nhà ngột ngạt quá thì ra ngoài trời ngắm sao đúng không? Đúng rồi, anh chưa từng nói. Thực ra là ở đây anh em mọi người cũng hiểu, đó những thành phần gọi là chống phá nó chỉ là cái số nhỏ thôi. Số nhỏ so với kiều bào ở hải ngoài. Cái này tụi em cũng hiểu chứ, chứ mà là không. Thì em đã nói rồi, với nhận định của tụi em á, là những thành phần đó là gì? Con Trần Thủy nó chửi đúng á, là Việt Nam Cộng Hòa giả, làm những cái chuyện gọi là mất mặt, gọi là mất mặt á, nó chữ đúng không chị sai đâu, tụi em hiểu chứ? Thế này nè, hình như là mình thấy cái nít người viếng sứ á, có gửi yêu cầu gì lên đó thì bạn xác nhận giùm cái, chứ bạn đừng có bấm trực tiếp như vậy, bởi vì cái trường hợp này mình gặp một lần rồi ha, gặp lần là như thế nào cũng như vậy, mình đưa lên xong cái bảo là ủa tôi đang ở đây thì ông lô tôi lên làm cái gì thì nó lại không hay lắm đó, cho nên là mình phòng xa cái bạn nít người vĩ sứ, biết không? Nếu bạn muốn lên thì bạn gửi yêu cầu, thí dụ tôi muốn yêu cầu được tham gia gì đó để mình biết, để mọi người cùng thấy là ok, là ông này ông có muốn tham gia thì mình mời lên nha. Chứ còn gửi trực tiếp thì trừ những người thân, người mình biết thì mình mới đưa lên thôi, chứ còn là lạ thì mình không đưa đâu. Mình nói trước, đó là cái quy tắc của mình. Em xin phép hai anh một tí, nói thật với bạn Tuấn Thanh là mình thì mình cũng chưa tiếp xúc với bạn, nhưng bạn comment một cái câu như thế này thì mình thấy nó, cái tư duy của bạn nó hẹp hòi. Bạn bảo là người Việt còn ở Việt Nam mà có muốn nhà ở cũng không có, thế bạn bị mù à? Hả? Hay là bạn thiểu năng trí tuệ? Thế 90 mấy triệu dân Việt Nam người ta ở được à?
Thế các cái nhà người ta xây lên để làm cái gì? Xây lên để nuôi những người như bạn à? Hay sao? Hay là để ấy, để chăn dắt? Nói mà không biết suy nghĩ. Người Việt Nam người ta có nhà, có nhà ít nhất người ta còn có cái sổ đỏ, biết chưa? Đi cày đi. Cái thằng đó không cần phải bạn, cái thằng đó không cần phải bạn nó đâu. Nó thể loại nó kể nó đi. Vào thì nói chuyện ok, comment ok thì để đó. Còn comment mất dạy bố lá bố tét thì thôi xóa vậy thôi.